Dominique, Nick, Nick s'en allait tout simplement. Routier, pauvre chantant. Chào mừng các bạn đến với Nagi Movie và series Alice in Borderland, Thế giới không lối thoát. Ở tập 1, Arisu, Sota và Karube, ba anh chàng thất bại, bất ngờ phát hiện ra mọi người ở Tokyo đã biến mất. Sau đó, họ tham gia trò chơi sinh tử với độ khó 3 tép và gặp gỡ Shibuki. Sau khi chứng kiến cái chết của cô học sinh chỉ vì chọn sai cửa, cũng như sự khắc nghiệt của trò chơi, bằng trí thông minh của Arisu và sự đoàn kết của cả nhóm, họ đã phá đảo trò chơi, nhận được quân bài 3 tép cùng 3 ngày gia hạn visa. Họ phải tiếp tục phá đảo các trò chơi khác để gia hạn visa, nếu không sẽ chết. Video này mình sẽ tiếp tục tóm tắt nội dung của tập 2. Tất nhiên, mình sẽ spoil toàn bộ nội dung. Nếu các bạn đã xem phim hoặc không quan tâm tới việc spoil, hãy nhấn nút subscribe, bấm nút chuông bên cạnh, bật thông báo để không bỏ lỡ các video của chúng mình trong tương lai. Yêu Nagi Movie, hãy donate cho bọn mình vài cốc trà sữa để chúng mình có kinh phí ra nhiều video mới nhé. Còn bây giờ, cùng mình tóm tắt nội dung Alice in Borderland, Thế giới không lối thoát ngay thôi nào. Tập 2 mở đầu với cô gái ở cuối tập 1, Usagi. Cô hạnh phúc nhớ về sự động viên của cha khi hướng dẫn cô leo núi. Nhờ đó, giúp cô tiếp tục sống sót ở hiện tại. It's okay, Dad. I'm gonna survive. Hôm sau, Arisu đi kiểm tra ô tô trên đường, nhưng tất cả đều không thể sử dụng. Thậm chí, hoa quả trên xe cũng đã hư hỏng, bốc mùi hôi thối. Sota phát hiện ra, tất cả các thiết bị điện tử hiện đại sử dụng chip IC đều đã hỏng, nhưng các thiết bị với công nghệ cũ không dùng chip IC vẫn hoạt động. Theo cậu, có thể pháo hoa họ nhìn thấy chính là một cuộc tấn công điện tử khiến toàn bộ thiết bị điện tử hư hỏng. Tuy nhiên, điều đó không thể giải thích tại sao những chiếc điện thoại ghi danh vẫn hoạt động. Tất nhiên, chúng cũng sớm bị sập nguồn do hết pin. It's completely useless if we can't charge it. Trong khi đó, Karube đang chọn một con dao để phòng thân. Shibuki vui vẻ cho anh biết, bếp ga và đèn pin vẫn có thể hoạt động, nhờ đó mọi người có một bữa ăn nóng hổi. Bốn người bắt đầu trò chuyện về tình hình khi phát hiện mọi người biến mất. Shibuki cho biết đã tới đây 3 ngày trước, khi đó cô đang quan hệ với sếp, nhưng cô nói dối rằng đang làm việc. Cũng giống như ba chàng trai, Shibuki cũng thấy điện bị tắt rồi tất cả mọi người biến mất, và bị ép phải tham gia trò chơi dù chẳng hiểu gì. Tuy nhiên, trong trò chơi cô tham gia, chỉ có một mình cô sống sót. Karube tin rằng chắc hẳn cô đã thí mạng những người khác để sống sót, nhưng Shibuki không tranh cãi, những việc cô làm chỉ vì muốn sống sót mà thôi. Trong chuyện tranh góc, trò chơi đó có độ khó 2 cơ, còn trên phim chỉ nói sơ qua nhưng cũng đủ để biết bốn người đang có cùng ngày hết hạn visa. Arisu thắc mắc về việc thời điểm họ chứng kiến mọi người biến mất là khác nhau, và chắc chắn có người thiết kế ra các trò chơi. Hẳn nhiên, phải có người đứng sau tất cả mọi chuyện. Shibuki thì đưa ra giả thiết họ đang ở trong thế giới thực tế ảo. Nhưng điều đó không thể giải thích cho các vết thương thực sự của họ. Cuộc thảo luận chẳng đi tới đâu và bị gián đoạn bởi cơn đau của Sota. Cậu tin rằng mọi chuyện đều do thần thánh gây ra. Lo lắng cho sức khỏe của Sota, Karube rủ Arisu tham gia trò chơi vào tối hôm sau để làm quen và đảm bảo khi chơi cùng Sota, hai người có thể giúp cậu ta phá đảo. Karube cũng hy vọng gặp được bác sĩ trong khi chơi để giúp Sota. Arisu đồng ý và mong sớm tìm được mô thức của các trò chơi. Tối đó, Sota được Shibuki chăm sóc. Cậu cho biết do mẹ rất cuồng tín và tham gia một giáo phái kỳ quái, nên từ nhỏ, Sota thường bị bạn bè bắt nạt, may mà được Arisu và Karube giúp đỡ. Tuy vậy, Sota cảm thấy mình thật yếu đuối. Trong khi Karube giỏi đánh nhau, Arisu rất thông minh. Cậu chỉ là một đứa nghèo khổ, chẳng giỏi giang gì, luôn phải nhờ cậy vào bạn bè. Shibuki tin rằng hai người bạn chơi với Sota vì ai cũng muốn có một người bạn kém cỏi hơn mình. Nhưng Sota phản đối vì tin rằng hai người bạn của mình không như vậy. Shibuki bắt đầu quyến rũ và cho Sota thấy hai người có rất nhiều điểm giống nhau. Cô cũng thường bị người khác phản bội và thú nhận cô đã phải quan hệ với sếp để được thăng chức, cũng như có thể làm mọi chuyện để sống sót. Cùng nhau hòa làm một, Shibuki hy vọng hai người có thể giúp đỡ nhau sống sót qua các trò chơi. Since we're both the same, we should work together. I told you the truth because I trust you, Sota. Trong khi được cô chấm bút, Sota bắt đầu khấn thần linh che chở cho hai người bạn của mình. Theo đoạn hồi tưởng của Sota, có vẻ mẹ cậu tham gia một giáo phái tôn thờ tình dục. Trong khi đó, tại một khu chung cư, Usagi, Arisu và Karube đều tới điểm danh. Ở đây cũng có một anh chàng lính mới ngô nghê, một tên tóc trắng đang sạc lại cho thiết bị tự chế.
và nhiều người dày dặn kinh nghiệm khác, tổng cộng có 13 người tham gia. Trò chơi có tên đuổi bắt với độ khó 5 bích. Theo đó, trong thời gian 20 phút, họ phải chạy trốn khỏi quỷ, đồng thời tìm ra trận địa trong khu căn hộ và bấm nút để phá đảo trò chơi. Nếu không, quả bom trong tòa nhà sẽ phát nổ. Một người chơi nhiều kinh nghiệm tên Nitobe cho biết, mỗi chất trong bộ bài tương ứng với một kiểu trò chơi. Chất bích tương ứng cho các trò chơi về sức mạnh, chất tép đấu đồng đội, chất rô đấu trí, còn chất cơ là các trò chơi phản bội, đùa giỡn tâm trí con người. Các con số cũng thể hiện độ khó, số càng cao, càng khó phá đảo. Bắt đầu trò chơi, mọi người đều tản ra đi tìm căn phòng chứa trận địa. Chỉ có tên tóc trắng rất ung dung được quan sát mọi người từ một vị trí thuận lợi. The tiger is on the move. What the hell was that? Tên quỷ xuất hiện với đầu ngựa và súng máy. Hắn dễ dàng bắn chết các người chơi. Nitobe cũng nhanh chóng bay màu. Một người chơi khác quá hoảng sợ, bỏ chạy khỏi chung cư rồi bị hệ thống tự động bắn chết. Tiếp đó, thêm hai cô gái bị tên quỷ sát hại. Nhờ óc quan sát, Arisu phát hiện ra việc mang đầu ngựa khiến tầm nhìn của tên quỷ bị giảm xuống. Cậu hét to vị trí của hắn cho mọi người biết để chạy trốn và chia nhau tìm trận địa. Nhờ đó, Isagi kịp thời bỏ chạy khi quỷ tới và thông báo vị trí của hắn cho mọi người. Tuy nhiên, khi chạm mặt quỷ, cô cũng đành tự bảo vệ mình mà nhìn người khác chết. A climber. She's not bad. The game is over in 8 minutes. Khi chỉ còn 8 phút, Arisu thấy tên quỷ đang bắn anh chàng lính mới từ một khoảng cách khá xa. Cậu vội chạy tới cứu cậu ta. Hurry up! Sau đó, Agni, anh chàng mang dáng vẻ côn đồ, cùng người đồng hành xuất hiện. Họ rủ Karube cùng đi săn quỷ, đồng thời yêu cầu Arisu đi tìm trận địa. Usagi cũng có mặt và cho biết đã kiểm tra hết tầng 5-6. Với khả năng di chuyển nhanh, cô sẽ phụ trách kiểm tra tầng 1 và 2. Quá trình săn quỷ không hề giống như kế hoạch. Đồng bọn của Agni đã bị bắn chết. Phải tới khi tên quỷ chuẩn bị tấn công Karube, Agni mới có cơ hội dùng bình cứu hỏa tấn công hắn. Sau đó, Karube cũng phang cho hắn một bình cứu hỏa vào đầu, nhưng vẫn không hề xi nhê. Tiếp theo, tới phiên Agni đấu võ tay đôi rồi bị tên quỷ đánh bay. Karube tiếp tục dùng dao đã chuẩn bị sẵn đâm vào sau lưng hắn, nhưng đổi lại cậu bị hắn băm một đao vào sườn. Rất may Agni kịp thời giải cứu rồi nhận một vết thương trên mặt. Với toàn bộ sức mạnh, Agni quyết tâm sống mái với hắn. Trong khi đó, Arisu và Usagi đi tìm trận địa. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Arisu nhận ra lý do tên quỷ bắn chàng lính mới từ khoảng cách rất xa chính là để bảo vệ trận địa. Cậu vội tới căn phòng đó. Đồng thời, tên tóc trắng cũng xuất hiện. Dù biết rằng bên trong có thể có bẫy, nhưng do thời hạn sắp hết, Arisu đành phải đi vào. Thấy an toàn, tóc trắng mới bước theo. Bất ngờ, một tên quỷ khác xuất hiện từ trong bóng tối và tấn công họ. Rất may, Arisu kịp thời tránh đạn, còn tên tóc trắng dùng thiết bị tự chế giật điện tên quỷ. Tuy nhiên, như vậy chưa đủ để hạ của quỷ. Hắn nhanh chóng hồi phục, rồi dùng súng tấn công. Trong khi tránh đạn, tên tóc trắng chạy khỏi căn phòng, còn Arisu chạy vào căn phòng bên trong. Tại đây, cậu tìm thấy nút bấm, nhưng phải có hai người cùng bấm mới được. Vì vậy, Arisu vội kêu gọi sự trợ giúp, nhưng tên quỷ thứ hai cũng đã phá được cửa vào phòng. Arisu chỉ còn cách cố gắng chống cự với súng của hắn. Rất may, Usagi đã kịp thời xuất hiện. Với sự hỗ trợ của tên tóc trắng và Usagi, cuối cùng Arisu cũng hoàn thành trò chơi khi thời gian chỉ còn một giây. Game cleared. Congratulations. Đồng thời, vòng cổ của hai tên quỷ đột ngột phát nổ. Hóa ra họ cũng chỉ là những người chơi. Sau đó, trong khi Agni kiểm tra đồ đạc của tên quỷ, Karube tìm thấy một chiếc bộ đàm trên xác đồng bọn của anh ta. Đầu dây bên kia cho biết có vẻ họ đã tìm ra đáp án và yêu cầu mọi người nhanh chóng trở về bãi biển. Come back. The answer is in our hands now. Get back to the beach. Beach? Chuyện gì đang xảy ra ở bãi biển? Phải chăng họ đã tìm ra đáp án của toàn bộ thế giới trò chơi này? Tại sao Agni bỏ mặc đồng bọn chết nhưng lại cố gắng cứu sống Karube? Get back. Get back to the beach. Get back to the beach. Hãy đón xem các tập tiếp theo để biết đáp án nhé.
Vừa rồi là tóm tắt toàn bộ tập 2 của Alice in Borderland, Thế giới không lối thoát. Bạn nghĩ sao về tập phim này? Hãy cho bọn mình biết bằng cách để lại comment ở phần bình luận. Nếu thấy video này hay, hãy like, share và comment để ủng hộ tinh thần bọn mình nhé. Yêu Nike Movie, hãy donate cho bọn mình vài cốc trà sữa để chúng mình có kinh phí ra nhiều video mới nhé. Đừng quên subscribe Nike Movie, bấm nút chuông bên cạnh để bật thông báo, tránh bỏ lỡ các video của chúng mình trong tương lai. Các video mới sẽ được chúng mình đăng tải vào 12 giờ các ngày, thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.